Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội, đường nghìn tỷ chậm tiến độ 6 năm chưa hẹn ngày hoàn thành. Tạp chí Giao thông Vận tải, dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1, Hà Nội đã chậm tiến độ 6 năm vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành. Được phê duyệt năm 2002 và khởi công năm 2014, đến nay sau 8 năm tổ chức thi công, tuyến đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1, Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đoạn tuyến có chiều dài hơn 2 km, mặt cắt ngang 40m, nối từ khu vực Đầm Hồng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đến quốc lộ 1A, đoạn nút giao Giải Phóng, Kim Đồng thuộc đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Dự án này trước đây được thành phố Hà Nội thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, xây dựng, chuyển giao do liên danh công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội cùng công ty xây dựng công trình Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Tuyến đường dự kiến đưa vào khai thác năm 2016 nhằm góp phần từng bước hoàn thiện và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống vành đai theo quy hoạch, kết nối giao thông theo mạng nhằm giảm ùn tắc giao thông của khu vực, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho thủ đô. Tuy nhiên, đến nay, công trường dự án vẫn ngổn ngang, máy móc, vật liệu thi công chưa hẹn ngày hoàn thành. Theo tìm hiểu của phóng viên tạp chí Giao thông Vận tải, nguyên nhân chính khiến dự án chậm là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên tạp chí Giao thông Vận tải, một phân đoạn của dự án từ đường Giải Phóng đến ngõ 115 Định Công có 19 hộ dân nằm trong khu vực phải giải tỏa. Trong đó, 17 hộ dân đã bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền, còn lại 2 hộ dân chưa đồng ý di dời. Một phân đoạn khác từ ngõ 142 Định Công đến ngõ 176 Định Công và kéo dài đến ngõ 216 Định Công cũng đang là một bãi đất ngổn ngang chất thải xây dựng. Đoạn tuyến tiếp theo nối từ ngõ 216 Định Công đến nút giao qua ngõ 192 Lê Trọng Tấn về cơ bản đã hoàn thành và cho thông xe. Tuy nhiên, lòng lề đường lại đang được phù phép thành bãi tập kết xe chở rác. Các hạng mục điện chiếu sáng, vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn chưa có. Nhiều vị trí thuộc phạm vi thi công dự án còn trở thành những bãi rác khổng lồ. Theo quan sát, công trường thi công tại đây khá im ắng, máy móc nằm án binh bất động. Bản giới thiệu về dự án lấm lem bụi bẩn được dựng ở vị trí sát cạnh công trường. Chia sẻ với phóng viên tạp chí Giao thông Vận tải, chị Trương Thị Băng, một người dân sống ở khu vực gần phạm vi thi công dự án bức xúc. Tuyến đường này đã được triển khai từ khi con tôi học lớp 1, đến nay cháu chuẩn bị thi đại học mà vẫn chưa làm xong. Đoạn từ nhà tôi ra Đầm Hồng thường rất xấu, ổ gà mọc như nấm, nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội, rác thải tràn lan khắp nơi, ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông và người dân sinh sống trong khu vực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.